Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 13 tháng 12 có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thẩm định công nhận làng nghề ở Văn Giang, Khoái Châu, đề xuất ý kiến thu hồi bằng công nhận làng nghề tái chế nhựa Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hảo. Trên 5 tỷ đồng bồi thường cho các tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ gạo ở thành phố Hưng Yên. Nhiều hợp tác xã của tỉnh được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh. Nguồn nước đổ ải vụ đông xuân gặp khó khăn và giải pháp khắc phục. Gặp gỡ Đỗ Đức Chí, vận động viên quê Khoái Châu giành huy chương vàng SEA Games. Nhân rộng mô hình nghĩa trang đồng bộ ở Tiên Lữ. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân huyện Phù Cừ và Kim Động vừa tổ chức kỳ họp nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2020. Dự kỳ họp tại huyện Phù Cừ có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2019, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ tăng 12,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng một người trên năm. Giá trị thu trên 1 hectare đất canh tác đạt 174 triệu đồng, thu ngân sách trên 1.100 tỷ đồng. Huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm định, công nhận huyện nông thôn mới, tạo việc làm mới cho trên 1,5 nghìn lao động. Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, huyện Phù Cừ phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trưởng 12,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng một người trên năm, giá trị thu trên 1 hectare canh tác 180 triệu đồng. Xây dựng xã Tam Đa là xã nông thôn mới kiểu mẫu, mỗi xã xây dựng một khu dân cư mới kiểu mẫu. Huyện Phù Cừ là huyện nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.300 tỷ đồng, hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%, trên 91% số người tham gia bảo hiểm y tế, tạo việc làm mới cho trên 1,5 nghìn lao động. Năm 2019, 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều hoàn thành và vượt so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 9,29%, đạt mức cao nhất từ năm 2012 trở lại đây. Huyện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 100% các xã về đích và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,01%. Năm 2020, huyện Kim Động tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chất lượng cao, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong 2 ngày 11-12 tháng 12, Hội đồng Thẩm định Làng nghề tỉnh đã làm việc tại 3 địa phương là xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Làng nghề tỉnh. Làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang về tiến độ triển khai đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2019, gọi tắt là chương trình OCOP. Sau khi nghe báo cáo về công tác triển khai cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng chí Bùi Thế Cử yêu cầu các cơ quan, ban ngành và các địa phương khẩn trương vào cuộc hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp, tập trung vào một số sản phẩm chủ lực của tỉnh như nhãn, bưởi, cam, tương, hạt sen, long nhãn. Nhất trí xét công nhận làng nghề quất cảnh xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang. Phấn đấu đến ngày 25 tháng 12 năm 2019, có 15-20 sản phẩm hoàn thiện hồ sơ. Năm 2020, tập trung tạo lập các sản phẩm ở mức 3 sao, những năm tiếp theo tiến tới các sản phẩm đạt 5 sao. Kiểm tra thực tế tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, các thành viên hội đồng thẩm định nhất trí đề nghị xét công nhận làng nghề sản xuất và chế biến nghệ xã Chí Tân. Với làng nghề tái chế nhựa Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, các thành viên thống nhất sẽ kiến nghị thu hồi bằng công nhận làng nghề. Nguyên nhân vì làng nghề không còn đáp ứng được các tiêu chí về môi trường và nằm sát khu dân cư tại vị trí trung tâm của thị xã Mỹ Hào. Trong năm 2019, các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã khởi tố 14 vụ 21 bị can và xử phạt hành chính 619 vụ vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả với tổng số tiền trên 14 tỷ 200 triệu đồng. Trong đó, số vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu 80 vụ, số vụ gian lận thương mại 531 vụ, số vụ vi phạm về hàng giả 8 vụ. So với năm 2018, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả giảm 268 vụ.
Để đảm bảo thị trường tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nhóm nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp liên ngành trong hoạt động thanh kiểm tra, phát hiện và phòng ngừa vi phạm trên cả 3 lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, về tiêu chuẩn chất lượng sở hữu trí tuệ đối với các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Vừa qua, các tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ gạo thuộc phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại do cháy chợ xảy ra vào tháng 7 năm 2018. Vụ cháy chợ xảy ra vào ngày 25 tháng 7 năm 2018 đã làm nhiều tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ gạo bị thiệt hại nặng nề. Để khắc phục thiệt hại, vừa qua Ban Quản lý chợ phối hợp với các đơn vị liên quan chi trên 5 tỷ đồng để bồi thường thiệt hại cho các tiểu thương. Cụ thể, 120 ký ốt kinh doanh tạp hóa tổng hợp, mỗi ký ốt được bồi thường trên 41 triệu đồng. 94 sạp hàng kinh doanh thực phẩm được hỗ trợ từ 300.000 đồng đến trên 44 triệu đồng một sạp. Trước đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đã hỗ trợ 10 triệu đồng một ký ốt. Riêng các hộ có kê khai và nộp thuế, tiểu thương có sạp hàng bị cháy được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng một ký ốt. Ngoài ra, các hộ kinh doanh có con học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong 2 năm học 2018-2019 và 2019-2020 được miễn giảm học phí. Hai gian hàng nhà tôi là được hỗ trợ khoảng 100 triệu thì cũng vơi bớt được cái mất mát mà khi sự cố nó xảy ra cháy. Thì còn đến bây giờ thì tôi thay mặt được tiểu thương là cũng muốn ở bên thành phố rồi bên Ban Quản lý chợ thúc đẩy cái xây dựng càng sớm được càng tốt. Khởi nghiệp từ 10 gốc thanh long ruột tím trồng thử nghiệm đến nay, anh Lê Công Thể, thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu đã có gần 600 gốc thanh long ruột tím. Từ mô hình này, gia đình anh thu lãi trên 120 triệu đồng một năm. Cách đây gần 3 năm, tình cờ nghe tư vấn về trồng cây thanh long ruột tím, anh Thể tìm hiểu và mua cây giống trồng trên diện tích đất ruộng nhà. Qua vài vụ thu hoạch thấy rõ hiệu quả, anh Thể mở rộng diện tích trồng trên 600 gốc thanh long ruột tím. Theo anh Thể, đây là cây dễ trồng, chi phí đầu tư không lớn, chăm sóc đơn giản, không sâu bệnh. Thanh long ra quả từ tháng 3 đến tháng 8, anh Thể dùng đèn thắp sáng cho thanh long ra quả theo ý muốn, nên không khó khăn đầu ra. Với 2,4 sào mỗi năm trừ các khoản chi phí, gia đình anh thu về trên 120 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của nhà nước về hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong 2 năm 2018 và 2019, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên đã cho các thành viên vay trên 15 tỷ đồng vốn ưu đãi, qua đó góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính để trang bị máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác. Đây là hình ảnh những trái cam chín mọng của Hợp tác xã Nông nghiệp Việt Hoàng trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Nhờ nguồn vốn vay 300 triệu đồng với lãi suất 5,6% năm từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nên thành viên hợp tác xã không phải vay lãi suất thương mại mà vẫn có đủ vật tư nông nghiệp để chăm sóc cho cây. Với diện tích gần 4.000 m2 trồng cam, Hợp tác xã Việt Hoàng ước đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng trong năm nay. Liên minh Hợp tác xã cho vay vốn là giá rất là rẻ so với cả ngân hàng bình thường, nên là chúng tôi giảm được cái gánh nặng về cái đồng lãi. Do được vay 800 triệu đồng từ nguồn vốn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hợp tác xã Nấm Lệ Xá đã có tiền mua máy đóng bịch nấm, lò sấy và máy đóng gói sản phẩm, mở rộng khu nuôi trồng từ 450 m2 lên gần 1.000 m2 nhà xưởng. Với hai loại sản phẩm gồm nấm ăn và mộc nhĩ, Hợp tác xã duy trì và phát triển các sản phẩm thương mại ổn định bán ra các tỉnh bạn. Gần 20 hợp tác xã thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh được vay trên 15 tỷ đồng từ nguồn vốn trung hạn ưu đãi với lãi suất bằng 60% lãi suất liên ngân hàng nhà nước. Hai năm đầu chỉ phải trả lãi, qua đó giúp cho các hợp tác xã vơi bớt gánh nặng về tài chính, tạo sức bật trong sản xuất kinh doanh cho các đơn vị. Có cái vốn của Liên minh Hợp tác xã đã tạo điều kiện cho hợp tác xã của tôi như vậy là làm ăn thuận lợi, như vậy là có vốn đầu tư để mà phát triển sản xuất, mua máy móc đóng bịch và mua phôi lấm của hãng để dòng cho đạt năng suất cao. Ông Hoàng Văn Thủy, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết,
Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn của Quỹ Phát triển Hợp tác xã tỉnh phải đạt 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn cấp hiện nay mới đạt khoảng 2/3 số quy định. Trong khi đó, đa số các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn về kinh nghiệm sản xuất, kỹ năng quản lý, kinh doanh, đặc biệt là nguồn vốn. Tôi đề nghị tỉnh đã quan tâm rồi, tiếp tục quan tâm, nhưng mà cũng là phù hợp với cái tổng kết 15 năm mà thực hiện nghị quyết trung năm khóa 9, tiếp tục cấp vốn đầu tư cho quỹ, tức là đảm bảo tối thiểu là 25 tỷ theo với đề xuất của Bộ Tài chính với Thủ tướng Chính phủ. Được biết, việc giải ngân vốn vay ưu đãi của các hợp tác xã là bằng thế chấp tài sản, song thủ tục khá đơn giản. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, trên 20 hợp tác xã đã đầu tư giống vốn, công nghệ sản xuất kinh doanh. Qua đánh giá, các đơn vị vay vốn đều làm ăn có lãi và không để tình trạng nợ xấu. Thưa quý vị và các bạn, với tình trạng khô hạn và lượng nước thiếu hụt ở các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng như hiện nay, việc đảm bảo nguồn nước đổ ải cho vụ đông xuân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các địa phương đơn vị cần tập trung các giải pháp để khắc phục tình trạng trên. Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay, 3 hồ chứa trực tiếp tham gia xả nước trên lưu vực sông Hồng thiếu hụt 3,7 tỷ mét khối. Lịch lấy nước tại các tỉnh, thành phố, đồng bằng Bắc Bộ gồm 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2020. Đợt 2 từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2 năm 2020. Đợt 3 từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 24 tháng 2 năm 2020. Với mực nước như vậy, nguồn nước phục vụ cho công tác đổ ải, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sẽ rất khó khăn. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh ta, các địa phương, đơn vị đã tập trung nạo vét kênh mương đã được phân vùng. Chi bộ thôn đã tổ chức họp bà con nhân dân, mỗi một mét dài thì hết bao nhiêu tiền để nhân dân đóng góp. Thì trên cơ sở đó thì tính toán theo sự tính toán của cấp ủy thì đóng góp với là 30.000 đồng trên một sào. Thì hai bên là hưởng lợi thì đều đóng góp như vậy. Đến thời điểm này thì cũng được gần 20.000 mét khối. 30.000 bỏ ra thì cứ dự kiến tầm 3 năm. Thế trong vòng 3 năm thì mỗi năm thì với chiết khấu và trừ hao đi thì khoảng tầm 5.000 đồng trên một vụ. Thế thì một năm thì có 2 vụ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã tập trung tu sửa công trình máy móc, thiết bị nạo vét kênh mương cửa cống Ngô Hút, đảm bảo đến ngày 26 tháng 12 năm 2019 hoàn thành công tác nạo vét đông xuân, đồng thời xây dựng kế hoạch đổ ải, phương án phòng chống hạn chi tiết. Cụ thể khắc phục tình trạng thiếu nước và các giải pháp chống hạn tích cực khác, đảm bảo đưa nước kịp thời vụ, gieo cấy vụ xuân, chuẩn bị kế hoạch bơm luân phiên, máy bơm dã chiến tham gia chống hạn. Công ty cũng đã phổ biến và chỉ đạo các xí nghiệp là phải tích nước trên các cái hệ thống sông. Ngay từ đầu tháng 11 triển khai lắp đặt 3 cái trạm bơm dã chiến để bơm cấp nguồn lên cho các cái trạm bơm bên trong để lấy được nước. Công ty cũng sẽ đổ ải sớm hơn so với lịch xả khoảng 20 ngày và lấy nước sớm hơn hàng năm là khoảng 10 ngày. Tức là vào ngày 1 tháng 1 là công ty sẽ tiến hành bơm trữ vào các cái hệ thống sông trục trước và sau đó thì đến khoảng mùng 10 sẽ bắt đầu lấy nước lên các cái hệ thống trên kênh mương để lấy vào đồng ruộng. Cùng với các giải pháp của các cơ quan chức năng thì một trong những vấn đề quan trọng đó là các địa phương và nông dân tích cực hơn nữa trong việc giải tỏa vi phạm khơi thông dòng chảy, lấy đủ nước vào ruộng trong thời gian xả nước tập trung từ các hồ thủy điện để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện. Thưa quý vị và các bạn, SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines. Đỗ Đức Chí, vận động viên người Hưng Yên, đoạt huy chương vàng tại bộ môn võ gậy với bài thi quyền truyền thống vũ khí nam. Màn biểu diễn xuất sắc của Chí được các trọng tài chấm cao nhất 9,72 điểm vượt qua vận động viên chủ nhà Mark David Persson. Đỗ Đức Chí sinh năm 2001 trong một gia đình thuần nông tại thôn Phương Chủ, xã Tư Dân, huyện Khoai Châu. Năm 2017, mang trong mình ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá, em đã tham dự kỳ thi tuyển chọn vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Tuy nhiên, em lại được các huấn luyện viên bộ môn Pencastilat chú ý đến và động viên tập luyện bộ môn này. Thời gian đầu thì em bị ép sạc nhiều. Biểu diễn thì cần nhiều cái dẻo dai, em cũng rất là làng, nhiều khi thì cũng bỏ, nhưng mà có sự động viên của gia đình và
thầy cô anh chị trên đội cũng cố gắng vượt qua. Dù gặp nhiều khó khăn trong việc tập luyện, nhưng bên cạnh Chí luôn có sự động viên từ bạn bè, người thân trong gia đình. Bản thân tôi là bố đẻ ra cháu, nhưng mà tôi cũng chỉ thấy là cháu nó kêu đau rồi lúc nào có thể là muốn bỏ về, thì tôi cũng chỉ biết là động viên cháu là con cố gắng tập, nó qua giai đoạn tập luyện thì nó sẽ có những cái tốt đẹp hơn cho bản thân con và với bố mẹ gia đình. Không phụ sự mong mỏi của gia đình, thầy cô, tại kỳ SEA Games 30 này, dù mới làm quen với môn Anis võ gậy trong thời gian 2 tháng, vận động viên Đỗ Đức Chí vẫn khiến người hâm mộ bất ngờ khi giành huy chương vàng. Đáng chú ý, trước đó các vận động viên Việt Nam chưa từng thắng vận động viên Philippines ở môn võ gậy, quê hương môn thể thao này, tại kỳ SEA Games 30. Với thành tích của mình, Chí không chỉ mang niềm vui về với gia đình mà còn là niềm tự hào của quê hương Hưng Yên. Những năm gần đây, huyện Tiên Lữ đã xây dựng được nhiều mô hình nghĩa trang đồng bộ, văn minh, tiết kiệm, bước đầu thay đổi nhận thức của người dân trong vấn đề tâm linh. Thôn Linh Hạ, xã Nhật Tân là một trong những địa phương đi đầu xây dựng nghĩa trang đồng bộ ở huyện Tiên Lữ. Năm 2013, chứng kiến nhiều mâu thuẫn trong xây dựng mồ mả ở địa phương, Ban Công tác Mặt trận thôn thành lập tiểu ban văn hóa tâm linh, vận động người dân cùng xây dựng mô hình nghĩa trang mới. Thôn nhiều lần họp bàn công khai, dân chủ trước nhân dân. 19 dòng họ trong thôn từ chỗ phản đối quyết liệt đã đi tới thống nhất. Nhiều gia đình tự nguyện di rời mộ người thân vào khu nghĩa trang mới. Đến nay, có 130 ngôi mộ được xây dựng lần lượt theo thứ tự từ trong ra ngoài. Cùng với đó, năm 2019, thôn vận động người dân đóng góp hơn 130 triệu đồng để làm đường vào nghĩa trang. Địa phương tiến hành họp chi bộ và quân dân chính, họp các 27 tổ tự quản kết hợp với lại 19 dòng họ để tuyên truyền vận động từ tổ tự quản đến các dòng họ, để các dòng họ và các tổ tự quản họp và tuyên truyền đến từng hộ gia đình một. Trước kia xây dựng nó không có hàng có lối, có những chỗ là có khi là người nọ chồng lên người kia. Đấy. Hoặc là đi thắp hương thì nó không có cái đường nối để mà đi lại, mà cỏ nó mọc rất là tốt. Đấy. Thế thì là đi lại rất là khó khăn. Thế và xây dựng nó cũng rất là lãng phí. Sau 6 năm thực hiện, diện mạo nghĩa trang thôn An Xá, xã An Viên đã có những thay đổi lớn với hơn 600 ngôi mộ đồng bộ. Để thống nhất người dân cùng thực hiện, thôn đã đưa vấn đề xây dựng mồ mả vào trong quy ước của làng. Thiết kế mỗi ngôi mộ theo chuẩn chung có chiều rộng 1,2m, dài 2,8m và cao 1,6m với kinh phí 6 triệu đồng một ngôi mộ. Ban giám sát cộng đồng được thành lập để kiểm tra việc xây dựng theo đúng kích thước, kết cấu, hàng lối đã đề ra. Địa phương tích cực tuyên truyền vận động bà con hưởng ứng theo cái quy hoạch xây dựng mới của nghĩa trang mới. Về cái góc độ gia đình và như bà con chúng tôi là cũng rất là hiểu cái ý định và cái cách tính toán của địa phương để xếp đặt một nghĩa trang mới, thì theo tôi nó rất văn minh, rất lịch sự và rất là tiết kiệm đất. Bản thân gia đình chúng tôi cũng thực hiện theo đúng những cái quy ước của thôn. Ngoài ra, huyện Tiên Lữ còn có mô hình ở thôn Hoàng Xá, xã Trung Dũng, thôn Toàn Tiến, xã Thiện Phiến. Việc xây dựng nghĩa trang mới ở các thôn đã đánh dấu bước chuyển biến quan trọng về tư tưởng người dân. Nó minh chứng rằng chỉ cần phát huy được sự đồng thuận, nhất trí trong nhân dân thì có thể làm được mọi việc, kể cả những vấn đề khó như mồ mả tâm linh. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, trên tuyến đường 376 thuộc địa bàn xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và hai xe mô tô làm hai người bị thương nặng. Xe mô tô nhãn hiệu Exciter mang biển kiểm soát 36G5-25775 lưu thông hướng từ ngã tư khu công nghiệp Phú Rê A về thị trấn Yên Mỹ đã va vào xe mô tô nhãn hiệu Rim biển kiểm soát 89F9-9796 do chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1990 ở xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, lưu thông chiều ngược lại. Sau đó, xe mô tô nhãn hiệu Exciter lại tiếp tục va vào xe ô tô biển kiểm soát 30E22294 đang lưu thông hướng từ Yên Mỹ về ngã tư khu công nghiệp Phú Nội A. Vụ tai nạn đã làm hai người điều khiển xe mô tô bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Các phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Công an xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang đã có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tiết
tránh ùn tắc giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.